thưa quý vị, quân đội nga mới đây đã công bố đoạn video phá hủy xe tăng và xe bọc thép của quân đội ukraine trên hướng bắc mút. bộ quốc phòng nga thông báo ngay sau khi nhận được tin chính xác, lực lượng pháo binh và máy bay của nga đã được triển khai để phá hủy các phương tiện quân sự của đối phương. theo ghi nhận, một số xe tăng của ukraine vấp phải bãi mìn, trong khi xe bọc thép nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của quân đội nga. thiệt hại của phía ukraine không được tiết lộ. người phát ngôn của quân đội ukraine ở miền đông cho biết các lực lượng nước này đã tận dụng tình hình thực tế khi Nga đang di chuyển quân ở Bắc Bút để tấn công đối phương.